em. Gặp đúng điều đâu xanh. Đi theo anh. Đi. Lẹ lên. Im. Đi nhanh lên. Là số 10. Số 10. Hả? Giá trị đích thực của một gã giang hồ là gì? Là máu. Anh cũng thông minh đó chứ. Lắm tiền như tư tay mà lại xài một tấm cửa sắt cục mịch, hoa văn xấu xí, trên cửa ra sân thượng. Anh nghĩ coi, có lạ không? Hắn làm theo lệnh của bảy lửa. Sắt là thành phần chính của máu. Cánh cửa dẫn ra sân thượng, giống như là máu chạy lên não vậy. Chắc chắn là vị trí của lá bài thứ 6. Chỉ là vị trí thôi mà. Nói nhiều quá. Ai biểu không quan trọng. Máu qua trái tim mới lên não bộ. Chính là lá bài cơ. Còn số 10. Xoay dọc cả hai tấm hình đó. Giống như ảo ảnh 3D. Phối cảnh của nó sẽ làm nổi lên con số 10. Còn đặt đúng như chiều thực tế thì mớ lằng ngoằng hầm bà lằng này chính là một con rồng cách điệu có râu và móng vuốt. Tao muốn mày tiếp tục điều hành vũ trường. Thiệt hả anh? Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà Chi Thu là người của tao quản lý. Như vậy thì... Nếu mày không muốn thì tao sẽ kêu thằng khác. Tao cho mày 30 giây để mày suy nghĩ đó. Liệu có thể cho em ít cổ phần được không anh? Được thôi. Mày sẽ có cổ phần ở chỗ đàn em của thằng Quỳnh. Tụi nó vẫn tin mày thuê người sát hại đại ca của tụi nó. Để coi không có tiền, tụi thằng Khánh Đen có còn bán mạng cho mày không? Anh cho em làm quản lý. Mày uống đi. Ít có thằng nào được tao mời rượu lần thứ hai lắm đó. Tao biết mày bất mãn với tao, nhưng mà làm người phải biết nhịn mới làm được việc lớn. Rồi mày sẽ hiểu là tao đang bao bọc mày. Tao đang cần thêm đệ tử thân tín, và tao chọn mày. Em không rõ lắm. Rồi mày sẽ hiểu nhanh thôi.
tương lai vẫn ở trong tay của mày, tao không hề lấy đi. Sao em đánh anh mà anh không dừng lại vậy? Em nín đi. Sao em lại khóc? Anh muốn chết á thì em sống dài nữa. Anh không có. Có. Anh nói muốn chết hồi nào? Chuyện đó cũng cần phải nói ra hả? Anh á là sát thủ kiểu gì mà người ta đánh dễ hiểu cũng không đỡ nổi nữa? Có phải là anh không còn muốn sống nữa? Cầu cho ai muốn đánh muốn giết anh cũng được. Không phải. Anh không phản lại vì biết lực đánh quá yếu. Hơn nữa anh không cảm nhận được sát khí sau lưng của mình. Anh cảm nhận được hả? Anh nói thiệt không? Thiệt. Sao em lại cười? Vui thì cười chứ sao. Vậy mà cũng hỏi nữa. Được đó. Kìa. Anh thấy đẹp không? Thank you.
hôm nay trình lễ em đó ha. Ăn đi anh. Ăn đi. Ăn đi. Ngon không? Anh đút cho em đi. Đút cho em nhanh lên. Nhanh lên anh. Ngày mai anh đưa em ra bến xe. Thôi khỏi. Em tự bắt taxi về. Đồ hàng. Em hiểu rồi. Anh muốn đuổi em đi về để mà cặp với con khác đúng không? Không có dễ đâu. Đêm nay em sẽ ngủ với anh. Thôi đi. Dừng lại. Cô đi đi. Và đừng bao giờ gặp tôi nữa. Anh không có tới đó nữa hả? Ừ. Anh còn yêu cổ không? Còn. Anh có muốn em giúp không? Em coi bộ cổ không được hạnh phúc. Có thể vợ chồng đang xích mích với nhau, hoặc là do nguyên nhân cưới nhau lâu rồi mà không có con. Em sẽ chỉ cắt cho anh. Đừng bao giờ nghĩ cách phá hoại gia đình của họ. Anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Đừng có nói với cổ bằng cái giọng đó. Mắc mớ gì tới anh chứ? Lần sau mà có thái độ đó với anh thì đừng có trách tôi.
Em à, em bị sao vậy? Tối qua em ngủ không được hả? Dạ. Con nhỏ, nó có sự lựa chọn của nó, lo lắng cũng vô ích thôi. Anh làm cha kiểu gì vậy? Đây đâu phải lần đầu tiên nó đi bụi. Riết rồi cũng phải quen thôi. Em đâu có lo chuyện đó. Chứ chuyện gì? Tụi nó ở chung với nhau. Sau vụ kia, biết đâu tụi nó ngủ với nhau. Em à, không sao. Con mình, nó đủ hiểu biết để tránh xa chuyện đó. Có thể nó chỉ kiếm thằng đen để dễ giải quyết mối ân tình cũ rồi về. Đừng cố thuyết phục em khi chính anh cũng không hề tin. Con nhỏ nó hành sự sao là quyền của nó. Tới nước này mà anh còn chiều con. Riêng thằng đen thì nó không bao giờ dám, vì nó không phải là thằng cô nhi. Còn thằng xám và bà cô của nó ở ngoài đó thì nó phải tự biết cân nhắc. Hy vọng anh nói đúng. Nói. Nó không hề qua thăm cô ruột, mà nó kiếm một ngôi nhà để ở. Tìm ra chỗ đó chưa? Dạ chưa sếp, nhưng mà sẽ sớm tìm ra thôi. Bởi vì nó cũng chỉ lanh quanh đâu đó thôi hả? Dạ, một chút em sẽ quay lại đó. Khỏi. Manh mối gồm những gì, đưa cho tao. Tao chuyển qua cho đứa khác làm. Ủa? Vậy còn em sao? Khỏi, mày phụ trách nhà vườn cho tao. Dạ, em sẽ làm liền. Tao muốn tụi mày để mắt tới con nhỏ 24/24. Bằng mọi giá, không được để điều gì bất trắc xảy ra. Dạ, sếp cứ tin ở em. Mình tới đây làm gì? Tới cô nhi viện đương nhiên là để làm từ thiện rồi. Theo em sẽ rõ. Dạ. Mẹ anh á, con về thăm mẹ nè. Mời cậu Bảo dùng nước. Dạ. Đi đường xa khác quá. Dạ cảm ơn Sơn. Sao khỏe không Sơn? Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe. Mời cậu dùng nước. Dạ. Hôm nay cậu Bảo tới đây có chuyện gì à? Tụi con có việc đi ngang qua. Nhớ Sơ với tụi nhỏ cho nên ghé qua thăm hỏi. Dạ. Bữa nay tụi nhỏ được Sơ Sophia đưa đi tham quan cùng với một nhóm các nhà hảo tâm lớn rồi. Wow, vậy là có dịp quậy đã luôn. Mấy ông bà già sức mấy mà. Thì xã hội nhiều người tốt thiệt ha. Trời ơi, giúp đỡ tụi mồ côi thiệt thòi. Giá mà hồi đó. Nói cho vui thôi, chứ bữa nay tụi con tới để coi nhà tụi nhỏ có cần sửa sang gì không.
Đúng rồi đó sao? Tụi con mới kiếm được chút tiền nhờ ba cái vụ phim ảnh. Tiền mồ hôi nước mắt, cho nên phải dùng vô việc thiện, việc có ích mới được. Ha sơ ha. Phải không sơ? Vậy thôi mình đi đi. Vậy thì mình đi đi thôi. Đi anh. Đi sơ. Dạ. Đi đâu? Chết rồi. Con để quên điện thoại trong phòng sơ. Chút nữa mình quay lại lấy. Không được, em đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Sơ, sơ đi với ảnh trước nha. 2 phút nữa con có mặt. Vậy thôi mình đi đi sơ. Ừ. Cơ. Bà Sơ này, con đừng đoán chút nha. Lửa. Cha già của tôi đáng sợ thiệt chứ. Người già con nít mà ngay cả giới tu đạo ông cũng nghĩ vô nữa. Chẳng biết có... Em không được nói như vậy. Sơ Anna là người của Chúa, không bao giờ có chuyện đó đâu. Vậy chứ làm sao lại có lá bài thứ 6 trong văn phòng của bà? Còn cố tình treo bức tranh lớn để che nó lại nữa. Nếu như không có ý đồ xấu thì... Đáng lý ra em phải hỏi thẳng Sơ. Anh rất ghét những người suy luận lương lẹo như vậy. Ừ, vậy á, mà có người đồng lõa với tôi là ba cái trò đó đó. Thì tại anh không biết thôi. Còn anh, anh thấy sao? Hai người này có điểm chung. Nói nghe coi. Độc thân. Thì sao chứ? Tôi không biết. Trời, tôi lại ông á. Có cao kiến gì không? Họ giống nhau một điểm. Là điểm gì? Hai người này chưa kết hôn. Thì sao? Anh không biết. Trời ơi trời. Trời chắc tôi tức tôi chết tôi chết. Giải quyết được gì? Anh không biết. Nói chuyện với hai người, thà tôi nói chuyện với đầu gối còn hơn đó. Coi như tôi chưa nói gì nha. Trời ơi, thử nghĩ coi, sự khác nhau giữa hai lá mười cơ ở điểm nào? Ở hình trái tim. Sai bét. Trái tim nào thì cũng là tim thôi, chỉ có tình yêu á thì mới khác biệt. À,
anh về rồi. Đi khỏi nhà tôi ngay. Em sẽ đi. Sau khi mình ăn xong bữa cơm này nha. Em đã tự nhóm lửa nấu cơm. Cũng may á, là nó không quá tệ. Mình ăn cơm đi anh. Ăn với em nha. Anh... Để đó tôi dọn cho. Cô đi đi. Ít nhất cũng cho em. Tôi nói cô đi đi. Cô biết tính tôi rồi đó. Nếu không đi, tôi sẽ vĩnh viễn không nhìn mặt cô. Nếu cô tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi sẽ tự móc mắt của mình. Không được. Đi đi. Đi đi. Nhưng mà trời tối rồi. Còn yêu rồi xanh đó đó. Còn chưa bị bắt nữa. Vụ hắn mới gây ra trên đồi á, thiệt là khủng khiếp á. Lỡ như hắn rình em rồi sau đó. Tôi nói một lần cuối cùng, cô đi đi. Anh thiệt là sắt đá mà. Tại sao em lại thương một người như anh chứ? Đúng là ác thiệt. Trời lạnh như vậy nè, mà anh lại đuổi mình ra khỏi nhà. Mà là ở một cái nơi hoang vắng như vậy nữa chứ. Mình biết anh làm như vậy á là chỉ muốn tốt cho mình thôi. Nhưng sao mình thấy buồn quá.
Con yêu râu xanh đó còn chưa bị bắt nữa. Vụ hắn mới gây ra trên đồi thiệt là khủng khiếp. Lỡ như hắn rình em rồi... Đêm hôm qua mới xảy ra một vụ cưỡng hiếp giết người man rợ. Kẻ sát nhân bệnh hoạn đã tấn công một cặp tình nhân đang tâm sự trên đồi, đánh ngất người đàn ông và sau đó hắn đã cưỡng hiếp và bóp cổ người con gái cho tới chết. Vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh và làm rõ. Chuyện gì xảy ra với em vậy Ly Nhi? Hả? Anh đã chấp nhận em chưa? Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em? Em đã bị cô yêu râu xanh làm hại. Không thể nào. Không! Lúc hắn cưỡng hiếp em, hắn còn nói hắn bị mắc bệnh S, từ gái bán dâm, là muốn trả thù đời. Bây giờ thì anh chấp nhận hay là anh coi khinh em? Bây giờ không cần lo nữa, không cần lo em lây bệnh từ anh nữa. Nếu mà anh không để tâm đến việc thân thể em bị hắn chiếm đoạt thì anh hãy cưới em đi. Còn nếu anh có khinh em, em sẽ cắn lưỡi chết trước mặt anh. Không được. Ly Nhi, anh cấm em không bao giờ rời xa anh. Anh cấm em không bao giờ được rời xa anh, hiểu chưa? Anh hối hận rồi đúng không? Thật khôn, anh sẽ giết nó. Khỏi. Hắn chết rồi. Ly Nhi, Ly Nhi, đừng buông ra. Buông ra. Buông ra. Không, đừng đụng vào tôi. Không. Ly Nhi, buông ra, buông ra. Đừng mà. Ly Nhi, đừng mà. Hẹn ơi, cô em. Ly Nhi à? Cô em. Ly Nhi, buông ra. Anh đây.
Có anh đây, em đừng có sợ. Em sợ. Đừng bỏ em. Đừng bỏ em nha anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Sư phụ, em ở đây hả? Đàn ông gì mà lề mề quá vậy? Anh bận chút xíu việc đó mà. Giấu gì sau lưng đó? Qua Đà Lạt đẹp số dách luôn, cộng thêm con mắt thẩm mỹ của anh nữa. Thôi đi, định quên mắt sư phụ hả? Sư phụ nhận cho đệ tử vui đi mà. Cảm ơn anh. Sư phụ. Trời ơi, trời gì mà nóng quá. Trời ơi, trời gì mà nóng quá. Tưởng anh khá hơn rồi chứ. Thất vọng tràn trề. Anh đang nghĩ gì câu nói của em? Em khiến anh bận tâm hả? Mệt mỏi thì có. Đồ quỷ, tưởng không biết giỡn chứ. Nhưng mà một ngày á, em nói cả ngàn câu dạng từ. Biết anh để ý điểm nào?
Em nói là trái tim nào cũng giống nhau, chỉ có tình yêu là khác thôi, phải không? Ừ, quá đúng còn gì. Sao Anna thì đặt hết tình yêu cho tụi nhỏ. Còn... không phải là em luôn nghĩ không tốt về Sao Anna hả? Hê hê hê. Nhảy vô họng rồi. Để gì nè, nhảy đi. Chưa nói hết câu nhảy vô họng người ta. Còn tình yêu của Tư Tây á thì rõ ràng là dành cho lửa thần và đám cái gọi. Không đúng. Tư Tây yêu chính bản thân hắn thôi. Thông minh đó. Tóm lại á là hai người này hả là một cặp đôi hoàn hảo. Sơ Anna thì vì cộng đồng sống thanh bạch, còn Tư Tây sống xa hoa trụy lạc. Hai người hả thực chất ra là những kẻ đối đầu. Hả? Đúng rồi, em hiểu rồi, họ đối đầu với nhau. Đi, đi với em qua nhà quan khùng. Đi, nhanh lên. Nhanh. Nhận tin thì nhắn lại, đừng làm anh lo. Đừng bỏ em nha. Sẽ không bao giờ. Anh là người đàn ông duy nhất của em đó. Từ nay trở đi, gặp bất cứ chuyện gì, em phải nói với anh một tiếng nghe. Là chợ mình mua mấy cái áo len nha. Dạ, dạ, má. Dạ anh mua cho mấy cái nói nữa nha. Không có mua đâu em. Không mua đâu mua em đi ơi. Mua đi chị, mua đi anh. Nó len bên kia đẹp lắm kìa. Chút nữa anh mua cho em nha. Ừ. Bây giờ mình đi ăn trước ha. Báo đây, báo tin chật cơn rồi mua đi. Đáng lý ra mình làm phi vụ này sớm hơn. Tự nhiên giờ thấy thú vị quá trời luôn. Giờ mới có dịp. Em đợi xong khóa học của em đúng không? Không. Trước đây anh cứ rong chơi hoài, đi cùng anh có gì thú vị đâu. Đây là điểm bất hứng cho buổi trưa hôm nay đó nha. Tự nhiên đi ăn với mấy anh trai đối tác à. Anh mà còn cằn nhằn nữa em bỏ về đó. Em đi chơi riêng với anh như vậy không thấy ngại sao? Có gì phải ngại chứ. Thì mình ở chung phòng, tuy là không làm gì hết nhưng mà người ta sẽ nghĩ sao? Lo cái gì, trước sau gì thì em cũng lấy anh. Thiệt hả? Chỉ cần anh ngồi vô cái ghế phó tổng. Khó quá. Ráng lên. Báo đây, báo mới tin giật gân nóng hổi luôn đây. Anh, báo mới đi anh. Báo gì em? Em
anh. Anh lại xác đem chỉ cho anh coi. Đâu? Đó, công an đã bắt được tên yêu râu xanh để gây ra nhiều vụ ám hiếp các cô gái trẻ nè. Đây anh tờ báo này. Hay quá anh ơi, hay quá. Nhiều em? Dạ chim 5.000. Chà, vừa đủ 5.000 luôn. Cảm ơn dạ. Em. Dạ, đọc báo vui vẻ, anh đọc báo vui vẻ nha. Sau nhiều đây. Ngày truy lùng và theo dõi các đối tượng, công an đã truy bắt được tên yêu râu xanh. Trời, làm ăn thất bát hả? Còn phải hỏi. Vậy mới lạ. Lạ gì? Cũng tại mày không á. Trời đất ơi. Nè, muốn du dạ tôi hả? Dạ cái gì mà dạ? Chứ không phải hả? Tao mà không bán thông tin cho mày á thì đời thằng này đâu có khổ như vậy. Hả? Con này. Nè, bị khùng thiệt rồi hả? Sao? Hay là bữa nay mà bị đèn đỏ. Sáng mặt tay với đèn đỏ. Đèn đỏ gì? Bực dễ sợ. Thằng cha nội thiên sói á, đưa ra quyết định á, muốn bán thông tin gì á thì phải thông qua cho trả. Chả phải duyệt cái này cái kia. Mà thông qua cho trả rồi á thì tao làm ăn cái gì nữa? Ra là vậy. Mà thôi, mở bỏ nghề đi là vừa. Dí đã khẩm tiền rồi thì ăn chơi cho đã đi. Còn lại mẹ. Trời ơi, giờ không vậy chứ không phải vậy đâu. Tao còn nợ ngân hàng đó. Trời ơi, nói xui xẻo không à. Nói xui vậy á, đừng có qua đây nữa. Đi về đi. Nè, đi thì đừng tiếc nghe. Không thèm. Mà nghĩ cũng tiếc thiệt. Tụi này đành phải qua nhà lão Kỳ Nhông để mua hàng. Biết đâu giá là mềm hơn. Đi anh. Quý khách đi đâu mà bội ba vang. Đà bước chân tới đây rồi. Thôi thì, minh ngồi xuống, uống miệng nước, ăn miệng bánh, minh tấm tinh. ngồi xuống đi ông bà nội. Sợ quá à. Hai đứa nó kéo lên Đà Lạt du hí hả? Dạ, cậu bá lên đó làm việc với đối tác vườn ươm Hồng Điệp. Vụ xuất khẩu hoa qua châu Âu, phục vụ chơi hàng độc của mấy thằng có tiền đó hả? Tôi chỉ nghe loanh quanh thôi. Càng, mày theo cha con tao cũng phải học làm kinh tế đi chứ, chứ có lười suy nghĩ. Nếu không cả đời chỉ làm thằng đâm thuê chém mướn mà thôi. Dạ. Tụi Hồng Điệp mới lại tạo thành công một giống điệp lan cực đẹp, đặc biệt là phù hợp với khí hậu châu Âu. Đang có một bộ phận người giàu rất là thích loại này. Lứa thử nghiệm đầu tiên còn nhiều khiếm khuyết, cũng đã khiến tụi nó say như điếu đổ rồi. Thiệt hả ông chủ? Thông tin này cách đây vài tháng. Nếu mà bán cho dân trong nghề, giá không dưới nửa tỷ đồng. Bộ mày không tin tao hả? Dạ không. Họ có mối đặt hàng rồi á, thì còn cần hợp tác với chúng ta làm gì nữa hả sếp? Bởi vậy tao mới nói, mấy thằng ngu đó chỉ biết cắm đầu cuốc đất tưới hoa. Điểm mạnh nhất khiến thương mại Quốc Thiên nổi bật trong một rừng các công ty thương mại xuất nhập khẩu của thành phố này chính là các mối quan hệ tại thị trường châu Âu. Không có tụi nào rành nhu cầu và phương thức bán hàng bằng như là của chúng ta. Vậy là tụi Hồng Điệp muốn sản xuất đại trà rồi nhờ mình bắt mối bán hàng để ăn chia phần trăm hả sếp? Mày ngu quá. Cho mày đi bán rau là vừa rồi. Bí quyết ở đây chính là chữ độc. Dạ. Thằng bá sẽ có trách nhiệm chọn ra 3 khách hàng tốt nhất cho lần xuất này. Còn công đoạn marketing trực tiếp sẽ do chính khách hàng phụ trách phần này. Wow, tâm lý chọn hàng độc hả sếp? Cuối cùng thì mày cũng khôn ra rồi đó, Cang à. Thằng cha bảy lửa này khôn thấy mồ à. Trời ơi, không ai có thể biết được, đoán trước được thằng cha bày trò gì tiếp theo luôn á.
Vậy mới phải mua thông tin chỗ mở chứ. Ngu quá. Trời ơi, thằng Thiên Sói á, nó cũng tham gia vô cái vụ này. Làm vậy chẳng khác nào mình gián tiếp giúp nó tìm ra kho báu. Nếu như mà không nói sao hắn biết được? Tôi khổ thiệt mà, tôi không thể không nói được. Trời ơi, thấy thằng cha này khờ thiệt hay là khùng thiệt. Thiên Sói, ổng đâu phải là thiên thần bay giật giờ quanh đây đâu mà sợ ổng biết. Anh nghĩ là chắc có lý do gì đó. Thấy không? Thấy người ta nói không? Nghe người ta nói đi. Cái gì cũng phải có lý do trong đó hết trơn á. Nghe cho kỹ nè. Thằng cha Thiên Sói á, là nó nham hiểm lắm nha. Nó tung ra giang hồ á, là thằng quan khùng này nè chịu toàn bộ biến cố xảy ra trong giới xã hội đen thành phố này. Thậm chí mà cái gì liên quan đến kho báu cũng là thằng này luôn, thằng quan khùng này luôn. Ê, có chuyện đó hả? Sao không có? Chưa nói nha. Tôi chỉ cần manh động cái gì hay là bà thấy nghi ngờ tôi cái gì là lập tức cho đàn em gông cổ tôi về nhà liền. Nó tra khảo tôi, coi như tôi là tội phạm, còn nó là công an vậy đó. Tôi mà giải thích không rõ ràng là cắt cổ tôi luôn. Trời ơi, điên rồi, điên hết rồi mà. Bởi vậy tôi mới từ chối mấy người là vậy đó. Vậy kéo lại làm gì? Thì nói nào ngay, phải không? Giang hồ thì cũng phải có nghĩa khí đúng không? Đối với ông Bảo này á, cỡ nào tôi cũng phải giúp đỡ ông hết trơn á. Mà tự hứa với bản thân mình là sẽ giúp ảnh với bất cứ giá nào hả? Chứ sao? Giúp anh Bảo thì bằng mọi giá cũng phải giúp anh Bảo. Cho nên khi giúp anh Bảo thì phải có giá. Bó tay với mợ à? Trời ơi, yên tâm đi, có giá là đúng rồi. Nghe nè, thông tin tôi sắp bung ra được gọi là tuyệt mật, là thâm cung bí sử. Kỳ Nhông hả? Bỏ đi, Kỳ Đà xuất hiện hả? Cũng như không mà. Cho nên vì vậy tôi gọi nó là thông tin siêu bí mật. Cô ơi, mua giùm con tờ báo đi cô. Bộ tôi già lắm hả? Gọi lại nghe coi. Dạ, em xin lỗi chị ba. Tại hôm qua tới giờ em chưa ăn gì hết trơn á. Em đói bụng quá à, nên qua mắt hết trơn. Vậy hả? Dạ. Với lại trời sắp tối rồi mà em còn ôm nguyên nóng báo luôn đó chị. Chị mua giùm em đi, không thôi là em chết đói luôn á chị. Vậy hả? Chị... chờ chút. Dạ. Ăn cái này nè, đủ hai bữa. Em không có xin đồ bố thí. Vậy thì thôi. Chị ba, ít nhất cũng mua giùm em tờ báo cho chị ba. Không, nhiều chuyện quá, không mua đâu. Mua gì cũng được mà không mua báo. Chị không biết chữ hả? Khùng hả? Nghĩ sao mà nói vậy vậy? Hay ba chị là nhà báo? Báo cái gì? Chị ba
đang tính trốn tránh cuộc đời. Còn đọc báo làm gì? Chị đi tu hả? Thì cứ coi vậy đi. Chị tu bên đó phải không? Thì cứ coi như vậy đi. Vậy thì chị phải càng mua báo nữa. Mày đúng là khùng á. Chị ba mới là khùng á. Chị cứ biết là dạo này mấy tên yêu rau xanh hay rình mò mấy cái chỗ này lắm không? Với lại xinh đẹp như chị nữa. Dẹp đi. Em nói có sách mách có trước. Đây 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 đây. Ngay trong số báo này có đăng luôn. Nếu chị biết đọc là chị coi đi. Chị coi là chị sẽ thấy. Ơi, ngay cái trang nhất luôn. Chị không đọc phải không? Em đọc cho chị nghe nè. Công an vừa tóm được một con yêu rau xanh tấn công một cô gái trẻ. Hắn đã từng hiếp dâm giết chết một cô gái trẻ. Tối qua đã tấn công một cô gái. Cô gái này mạng lớn lắm nha chị. Chưa kịp hiếp dâm thì đã bị các chiến sĩ công an bắt tại trận. Chị thấy ghê chưa? Bộ báo ghi rõ vậy hả? Dạ còn nữa chị, để em đọc. Con yêu rau xanh á rình cô gái nhưng mà bị công an rình lại. Khi mà hắn lối cổ vào khu vực rừng thông thì đã bị mấy anh công an bám sát vào. Chỉ còn chậm chút xíu nữa thôi, tưởng đâu là tiêu đời rồi. Chị, cái này mới là quan trọng nè. Em nghe đâu cái thằng bị sida đó chị. Em thấy ba má cô đó chắc tu nhân tích đức dữ lắm. Hên quá chị ha. Chị ba. Chị ba. Chị ba. Chị sao vậy? Không sao hết. Còn mấy tờ? Dạ hơn chục tờ. Để chung hết cho. Ôi tuyệt quá. Cảm ơn chị ba nhiều nha. Ý đem lượm, đem lượm cho. Nè. Ô. Em cảm ơn chị. Mai thì ảnh mà đọc được cái này á, dám ảnh đuổi mình về luôn á. Không dám nghĩ. Cũng trễ rồi, mình phải về thôi, không thì ảnh bị đói. Chơi nhanh nha. Chắc là anh đợi mình sốt ruột lắm đây. Đã bao nhiêu lần dặn á là phải để đèn sáng thôi mà. Trang ơi, em về rồi nè. Đi, anh bị sao vậy đi? Không, không. Không, không. Anh Lý. Anh Lý đâu rồi? Anh Lý. Anh Lý. Chùm chiêu quá, nằm trong ngăn kéo cuối cùng. Nhưng nếu muốn đèn sống sót, hệ lại ngôi biệt thự này cho tới khi nhận được chỉ thị tiếp theo. Ngăn kéo. Hoàng Yến. Anh về khách sạn, sao không thấy em vậy My? Em đang ở đâu? Em có việc gấp phải về. Sao em không điện cho anh? Em sợ anh bỏ cuộc giao dịch. Em đừng có nói điên.
Chuyện này nhỏ xíu à. Hãy coi như là em thay mặt ba anh thử thách anh. Khùng. Anh nên học cách cân nhắc hơn thiệt, nặng nhẹ. Cần phải tập trung vào việc quan trọng nhất. Alo, anh có ở đó không? Với anh, em là người quan trọng nhất. Em muốn anh quan tâm tới việc nào đó, người nào đó hơn em. Xin lỗi, anh không thể làm được. Cho tôi về Sài Gòn. Dạ. Alo, ba hả? Anh đây nè, ở đâu? Nó đang ở đây. Anh thế nào rồi? Nó đang ngủ. Vậy anh có sao không? Nó đã quen rồi, không có chết được đâu. Bà thật là ác độc mà. Cho con đi với một thằng đâm thuê chém mướn, bị HIV mới là độc ác đó. Chưa chắc là anh đã nhiễm. Bà không cần quan tâm, nhất định phải tách con ra khỏi đó. Muộn rồi. Nếu như anh nhiễm thì con cũng đã nhiễm. Nếu như vậy, ta sẽ lóc thịt nó quăng xuống sông cho cá ăn, sau đó giết cả thằng Sáp. Vậy bây giờ con làm theo lệnh ba là được chứ gì? Đừng có ra lệnh chứ em có được không? Vợ chồng lấy nhau để sinh con đẻ cái. Em định đi ra ngoài quy luật à? Em chưa sẵn sàng. 2 năm rồi, còn bao lâu nữa? Em nói cho anh biết được không? Anh hãy mang bé Thanh, em gái ruột của em về đây đi rồi tính. Nói vậy là em gái ruột của em đứng trên tình cảm của vợ chồng mình à? Anh làm ơn, đừng có lẫn lộn có được không? Người đang nhầm lẫn là em. Em đi đâu? Em đi chợ. Trả lời anh trước đã. Anh nói anh yêu em, hãy cho em thấy điều đó đi đã. Tất cả những gì anh làm cho em từ trước đến giờ vẫn chưa đủ hết sao? Tình cảm của anh như thế nào, em còn lại gì nữa? Có điều em hãy nhớ rằng, do số phận đã gắn kết cuộc hôn nhân của chúng ta, không có bất cứ điều gì có thể phá vỡ cuộc hôn nhân này. Anh nên nhớ, người đang chống lại số phận không phải là em, mà là anh.
Là cô. Thật sự cô là người như thế nào? Vậy chị nghĩ mình là người như thế nào? Tôi không bao giờ nghĩ về chuyện đó. Tôi luôn biết mình là ai. Và tôi cũng không có nghĩa vụ là phải cho cô biết. Nếu vậy thì đừng hỏi người khác. Riêng cô thì tôi phải hỏi. Bởi vì tôi là bạn của Thiên Bá. Tôi biết cách mà cô kết bạn. Giống như mấy vụ ở chợ riêng, cầu ngã bảy. Nói cho tôi biết, cô là ai? Một người hoàn toàn khác với cô. Cô dọa làm tôi sợ quá à. Cứ tưởng cô là người biết rõ mọi chuyện. Hóa ra, cô chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Vậy sao? Ai cũng biết tôi sống bằng nghề lừa đảo. Nhưng ít ai biết, một người mà được tôi coi là bạn thì sẽ là người hạnh phúc nhất. Đúng. Nhìn bề ngoài thì khó biết rằng cô là một kẻ quan tưởng. Còn cô là kẻ ấu trĩ đó. Tôi không rảnh để đo co với cô. Nè, tôi có thể biết cô vô đây làm cái quái gì không? Mà sao vô được đây hả? Tự tìm hiểu đi. Chỉ có hai khả năng. Một là bẻ khóa nhập nha. Hai á là cặp kè với thằng heo mập Tư Tây. Tôi đoán có đúng không? Đúng. Với cô. Là cô đúng không? Cô. Nè, tại cô lấy đâu ra vậy? Là con hả? Trông dễ thương quá. Vấn đề ở chỗ là con không tình nguyện chụp tấm hình này. Hồi đó con mới trốn khỏi cô nhi viện, phải đi ăn cắp để kiếm sống. Nói như vậy là cô ta là một con quỷ. Cô ta là ai? Người đưa con tấm hình này hả? Cô không tập trung gì hết à? Cô xin lỗi. Cô đang có chuyện đúng không? Thằng Đen nó về rồi. Thiệt hả? Vậy còn Liên Nhi? Con nhỏ thì đang chờ để sang bển học tiếp. Con chẳng hiểu gì hết. Gia đình của cô là nơi tập hợp tất cả những gì tồi tệ nhất có thể. Tại sao lại bỏ về khi chưa ký hợp đồng chính thức hả? Cô không muốn làm nữa. Vậy thì mày muốn gì? Đi. Đi đâu? Đi thiệt xa. Con muốn đi du lịch cũng được. Đã bất công thì làm một vòng châu Âu đi. Con không định sống ở đây nữa. Cứ cân nhắc trước khi quyết định chính thức. Ba luôn ủng hộ con. Cậu.
Alo. Dạ. Sếp muốn gặp anh. Ờ. Trang. Dạ. Mày kêu nó đi nhậu. Dạ. Giải quyết xong vụ này, tao cho mày làm trợ lý. Dạ. Thôi, đi đi. Dạ. Nè, nói thiệt đừng giận tôi nha. Hồi đó tôi vẫn coi anh giống như người làm công trong gia đình của tôi vậy. Thì đúng là vậy mà cậu. Là tôi sai. Anh là người rất tốt. Mỗi lúc tôi buồn, chỉ có anh mới là người an ủi độc viên tôi thôi. Trời ơi, từng đó thấm tháp gì so với công ơn của cậu đối với gia đình tôi chứ. Chuyện nhỏ mà. Thực ra ông giáo sư đó nể mặt ba tôi là chính. Chứ thằng bá này có lạ gì đâu mà kêu được ổng cầm dao mổ cho con gái của anh. Mà lần này cậu buồn ai vậy? Chính tôi. Cậu buồn chính cậu hả? Tôi vẫn không thể làm gì được. Mọi người khen cậu quản lý tốt mà. Việc đó thì tôi nhận. Tôi đã cố gắng tới 200% khả năng của mình rồi. Vậy sao cậu còn buồn? Là bởi vì tôi không thể hòa nhập với cuộc sống hiện tại. Cách hành xử của mọi người vẫn có gì đó khác biệt với tôi. Hay là tôi khác với người ta? Cậu nghĩ sai rồi. Tôi đã nói, con người á, ai mà không khác nhau. Chỉ có người ưa sống an toàn mới ráng lẫn vào số đông thôi. Cậu có cá tính, lại chân thành, nên thấy lạc lõng thôi. Anh chỉ an ủi tôi thôi. Cậu có những ưu điểm mà người khác không thể nào có được. Cậu phải tự hào về điều đó chứ. Tôi có ưu điểm hả? Cậu có tấm lòng. Cậu là người tốt. Ờ, tôi tốt. Nhưng mà người tốt thì nhiều lắm. Thật ra không nhiều như cậu nghĩ đâu. Đang bị thương có nặng lắm không? Anh sẽ qua khỏi. Có vẻ như anh không chắc chắn. Tương lai không tốt đẹp gì cả. Thiền sói dễ dầu gì mà cho con của mình lấy đen. Ngay cả cửa dì Liên cũng còn khó nữa là. Về chăm sóc cho ảnh đi. Khi nào anh tỉnh, tôi sẽ quay lại. Coi chừng cái đầu của anh á. Thiên sói dễ dàng để cho anh giúp tôi lắm hả? Không quan tâm. Tôi sẽ bỏ tất cả, chỉ cần em. Lấy được kho báu rồi tính. Lá bài trống tại sở cảnh sát chính là con đường tắt đi tới đích. Không cần phải nói với tôi. Tôi với cậu dựa trên niềm tin để kết bạn. Nếu như cậu muốn chiếm kho báu làm của riêng thì đã không nói cho tôi biết sự thật. Có chừng tên bạn quá mất vợ đó nghe. Tôi xin lỗi. Không sao đâu. Tôi hiểu rõ con người của cậu. Cậu biết chỗ giấu kho báu nhưng chưa tới lấy. Chắc chắn là có lý do riêng. Ông đúng là hiểu tôi đó. Kho báu có giá trị rất nhỏ trong kế hoạch liên quan của tôi thôi. Một khi kế hoạch này đã thành công, tôi sẽ chia cho ông nửa thành phố này. Ở
Cô tới đây làm gì? Vào trong đi rồi hẳn nói. Biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình cô đây sao? Cô có muốn mua không? Tôi để cho giá bèo. Tôi chỉ muốn đặt giá trên sự tự do của cô thôi. Cô khùng hả? Cô nhận lệnh của thiên sói qua bển học xong khóa học, sau đó ở lại định cư. Má cũng thiệt là. Không biết á, là nói cái chuyện đó với người như cô để làm gì? Cô buộc phải làm theo để Đen được sống. Ba cô sẽ giữ lời hứa là không giết Đen, nhưng hắn cũng sẽ vì cô mà chết. Im đi. Không đời nào thiên sói tha thứ cho Đen sau những gì mà hắn đã làm. Cô im đi. Ngược lại, Đen cũng không đời nào chịu làm con tin để thiên sói khống chế, điều khiển cuộc đời của cô. Bởi vì hắn yêu cô còn hơn cả bản thân của mình. Vậy thì tôi phải làm sao? Nói đi. Tôi phải làm sao? Tôi có một kế hoạch. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện nếu như cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Anh nghĩ là em không nên tới đây. Em không tới mà là về. Nhà của em không còn ở đây nữa. Chỗ đó lạnh lẽo lắm. Nhưng lòng rất tốt với em. Anh không hiểu đâu. Thay vì em tới đây, em nên ở nhà gỡ rối thì tốt hơn. Anh muốn đuổi em. Không, nhưng anh nghĩ là em nên về. Tình. Tình à. Thấy khỏe chưa? Ừ. Sao em để cơ thể suy nhiều quá vậy? Bắt thuốc hôm qua chỉ có tác dụng an thần điều quyết thôi. Em phải chịu khó ăn uống, tẩm bổ bằng thực phẩm dinh dưỡng, vậy mới khỏe được. Ừ. Em biết mà. Phải điều trị cùng lúc bệnh tâm lý thì mới có tác dụng, em hiểu không? Anh nói đúng, em sai rồi.
Em ăn cháo đi, rồi uống sữa cho nó khỏe. Anh sẽ nói chuyện với Long. Anh tin rằng anh đủ minh mẫn để hiểu rõ mọi chuyện phải quấy. Đây là chuyện riêng của gia đình em. Em cảm ơn anh, nhưng em sẽ tự giải quyết. Chào anh cho em hỏi, anh có đặt bàn trước không ạ? Anh tới để gặp bạn em. Dạ, anh đi mấy người ạ? Anh đi một mình. Ông Long có hẹn anh tới để ăn trưa. Dạ, anh vui lòng chờ em một chút xíu, lát em sẽ báo lại cho anh. Dạ. Nhà hàng có món mới, ông dùng thử rồi cho tôi ý kiến. Bây giờ không phải là lúc để ăn uống. Kế hoạch thay đổi à? Tôi có chuyện này muốn nói với ông, nhưng ông phải hứa là hết sức bình tĩnh. Không biết nội dung, tôi không hứa trước được. Về vợ của ông đó. Đêm qua em ở đâu? Nhà ảnh. Anh lại? Anh biết mà. Hai người đã làm gì? Em bị ngất, ảnh bắt mạch và chăm sóc cho em. Anh tin em. Cảm ơn anh. Nhưng anh tự hỏi, không biết có bao giờ em quên rằng anh là chồng của em. Em xin lỗi. Không sao, chỉ cần tránh lặp lại chuyện này là được. Em hiểu. Chuyện em gái em. Anh nói đi. Hắn hứa sẽ thả bé Thanh. Hắn không biết giữ lời. Anh sẽ hỏi hắn. Nếu cần anh sẽ lấy chìa khóa từ chỗ hắn. Còn hệ thống xả hơi độc. Anh nghĩ hắn chỉ dọa thôi. Không được, em không chấp nhận mạo hiểm. Anh phải nói cho hắn hiểu. Được rồi, hãy tin anh. Cô nhận ra tôi từ khi nào? Tới giờ, nếu cậu không khẳng định mình là con trai của Hồng Vũ thì tôi cũng không dám chắc có nhận lầm người hay không. Tôi cảm thấy cô rất thân quen, nhưng tôi không thể nhớ ra được. Ba tôi mất khi tôi bị hoảng loạn, mất đi một phần trí nhớ. Không ai tin được ba của cậu lại chết tức tưởi như vậy. Lúc đó tôi cũng có ý định đi tìm cậu, nhưng lại đang mang bầu Liên Nhi. Chồng tôi lúc đó cũng đang phải chiến đấu quyết liệt với các đối thủ trên thương trường, dĩ nhiên với cả bảy lửa. Thật không ngờ ba tôi lại là một trùm giang hồ. Ông vẫn dạy tôi phải sống đàng hoàng, trung thực. Ai nói cha của cậu Hồng Vũ là ông trùm giang hồ?
Ông đã lập ra băng lửa thần. Không phải băng mà là nhóm. Có khác gì đâu, cũng vậy thôi mà. Khác nhau hoàn toàn. Nhóm đấu tranh lửa thần xuất phát từ vụ chiếm đất thổ cư của cư dân xóm bãi. Tuy là đất bãi bồi nhưng nó có lịch sử lâu đời, được chính quyền cấp giấy sử dụng đất. Tôi đã từng sống ở đó. Lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau là ở đó mà. Là nơi an hòa, người dân thì tuy nghèo nhưng lương thiện, sống giàu tình cảm và thương yêu nhau. Tới khi một kẻ không ra gì lên làm phó chủ tịch chính quyền địa phương, hắn muốn chiếm đất bãi, cho nên đã thay đổi sổ sách, lợi dụng luật pháp để đuổi người dân đi. Ba cậu lúc đó vốn là một võ sư, vừa là một thầy thuốc cứu người, cho nên được dân bầu là đại diện để đấu tranh cho quyền lợi của cả xóm bãi. Tại sao mày làm vậy? Bà con hãy trật tự, ai mà chống đối tôi sẽ mời lên thả đó. Thôi không được chống đối, tránh ra, tránh ra. Các đồng chí làm nhiệm vụ đi. Dạ. Bảo nhìn lên. Bà con không được chống đối. Tôi nói lần cuối cùng không được chống đối. Nè nè, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà con hãy lên tiếng. Phản đối. Đã đâu? Ở đâu? Phản đối. Phản đối. Đừng có manh động. Sao? Bình tĩnh cái gì? Hả? Có hiếp dân hả? Hả? Cái gì? Không sao? Chém nó. Mày bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Bà con đừng có manh động. Có gì để cho pháp luật người ta giải quyết. Anh giải quyết xong chưa? Để chúng tôi tiếp tục tháo dỡ. Rồi anh cứ làm việc đi. Rồi mời các đồng chí vô tháo dỡ tiếp tục. Tránh ra, mọi người tránh ra đi. Ủa, là sao? Các đồng chí làm việc đi. Là sao? Không lẽ cứ để vậy hả? Kỳ vậy? Ủa phải làm gì đi chứ. Anh Vũ đã nói vậy rồi thì thôi đi. Bình tĩnh đi. Sao mà kỳ cục quá không biết nữa. Ba tôi đã thất bại một cách thảm hại. Chân lý bị tiền bạc che lấp, cũng là tiền đề khai sinh ra nhóm đấu tranh vì quyền lợi của cư dân xóm bãi. Lúc đó xóm bãi không có điện, cho nên rất thân thuộc với ngọn lửa. Vì vậy ba cậu quyết định đặt tên nhóm là Lửa Thần. Nhiệt huyết của ba cậu đã khiến nhiều thanh niên trong vùng nể phục và đi theo. Trong đó có Đại Mắt Ma, Bảy Lửa và cả Thiên Sói. Chỉ có một kẻ biến chất vì lòng tham, cho nên đã tạo ra cả một thế hệ tội ác. Cậu nói đúng lắm. Dù không đúng với tất cả mọi người, tôi chịu ơn Bảy Lửa và Thiên Sói, cho nên với tôi ít nhất họ cũng có mặt tốt. Có phải chỉ càng ngày càng đi xa mục đích ban đầu, cho nên ba tôi mới rời khỏi bọn họ không? Ông ấy có cơ hội để giải tán nhóm, diệt trừ mầm quả cho xã hội. Chỉ tiếc là ông ấy luôn coi nhóm Bảy Lửa là anh em đồng sanh cộng tử, không là cắt đường sống của họ. Ông quyết định rời bỏ nhóm, để rồi sau này phải hối hận. Tôi e là ba của cậu bị hại khi cố gắng ngăn cản hoạt động tội ác của băng lửa thần. Alo. Anh lại về nhà hả? Bộ anh chưa hết tự kỷ hả? Ngày mai tụi mình đi lấy lá bài thứ 6. Không phải là tối nay à? Em có việc.
Vậy nha. Yeah. Cảnh đẹp quá. Anh dừng lại một chút đi. Vô đây. Căn cứ Trăng Đen, trung tâm quyền lực của băng giang hồ sông nước sông Xà. Thế Lưỡng Long và Nguyệt, đó là lý do chúng căn cứ địa điểm này dưới danh nghĩa là một trang trại nuôi cá lồng. Anh ngó kỹ mấy chỗ bê tông quá kìa. Tại sao? Bảy lửa khóa chọc quê tụi này, ổng thường kêu chúng là băng hai con rồng ướt. Ông ta tách lá mười cơ làm đôi, hai con rồng ở nhà Tư Tây và cô Như Diện đều là chúng không cùng một phía, mà là hướng vào nhau. Quá chính xác. Tư Tây và Sơ Anna giống nhau ở chỗ trái tim đều cô đơn. Hai trái tim ghép vô nhau thành một biểu tượng hoàn hảo, giống như số 10 và mặt trăng. Tim cô đơn là tim đen. Đen vì tình, chính là ám chỉ căn cứ Trăng Đen. Vậy là lá bài thứ bảy ở đó. Chắc chắn rồi. Tụi sông Xà dám từ chối hợp tác với băng lửa thần, vì bảy lửa đặt điều kiện rất là quá đáng. Ông ta nổi giận, dẫn quân đánh thốc vào căn cứ Trăng Đen. Đọc ở chỗ có rất ít người biết về vụ tấn công sét đánh không kịp bưng tay này. Đáng nói hơn, bảy lửa chơi ngông tới mức chỉ sai người kéo thủ lãnh của băng sông Xà tát cho hai cái rồi bỏ đi. Cái tên mà Quan Khùng bán cho tụi mình với cái giá cắt cổ chính là trong lúc bảy lửa ra qua với tụi sông Xà. Gã quất xấu số đã biến mất. Một đàn em đã giải nghệ của sông Xà có nhìn thấy hắn lúi húi làm cái gì đó rất mờ ám ở phía sau khu căn cứ tiếp giáp bờ sông. Quất đã từng giữ lá bài thứ ba, chứng tỏ là rất được bảy lửa tin tưởng trong vụ này. Ta sẽ tới đó để kiếm lá cuối cùng. Không có dễ đâu em. Đừng có lo, em đã có kế hoạch hoàn hảo rồi. Chỉ cần đêm xuống, bóng tối sẽ đi đôi với tội ác. Đẹp quá. Anh tới đây. Sao mà anh cao có như ông già vậy? Cảnh đẹp như vậy mà không tận hưởng thì uổng lắm. À! Anh tới đây ngắm cảnh với em, đẹp lắm. Nếu anh không chịu tới thì em la lên đó. Không bảo em yêu anh. Em yêu anh, mặc kệ anh có yêu em hay không, em vẫn yêu anh Hồng. Linh Trúc.